vì muốn khiến cho họ đủ tướng tốt của Phật mà khen ngợi tán thán bố thí ba la mật, vì muốn khiến cho họ đắc được thân thanh tịnh của Phật, đều có thể đến khắp mọi nơi mà tán thán khen ngợi trì giới ba la mật. Vì muốn khiến cho họ đắc được thân thanh tịnh của Phật không thể nghĩ bàn, mà tán thán khen ngợi nhẫn nhục ba la mật. Vì muốn khiến cho họ đắc được thân vô năng thắng của Như Lai, mà tán thán khen ngợi tinh tấn ba la mật. Vì muốn khiến cho họ đắc được thân thanh tịnh không ai bằng, mà tán thán khen ngợi thiền ba la mật. Vì muốn khiến cho họ hiển hiện pháp thân thanh tịnh của Như Lai, mà tán thán khen ngợi bát nhã ba la mật. Vì muốn khiến cho họ hiện sắc thân thanh tịnh của Phật Thế Tôn mà tán thán khen ngợi phương tiện ba la mật. Vì muốn khiến cho họ vì các chúng sinh trụ tất cả kiếp mà tán thán khen ngợi nguyện ba la mật. Vì muốn khiến cho họ hiện thân thanh tịnh đều qua đến tất cả cõi nước chư Phật mà tán thán khen ngợi lực ba la mật. Vì muốn khiến cho họ hiện thân thanh tịnh tùy tâm chúng sinh đều khiến cho hoan hỉ mà tán thán khen ngợi trí ba la mật. Vì muốn khiến cho họ đắc được thân tịnh diệu rốt ráo mà tán thán khen ngợi vĩnh viễn lìa khỏi tất cả các pháp bất thiện, bố thí như vậy rồi đều khiến cho họ trở về. Thiện nam tử, ta lại khéo biết phương pháp hòa hợp tất cả các thứ hương, đó là hương không gì bằng, hương tân đầu ba la, hương vô thắng, hương giác ngộ, hương Alona bạt đẻ, hương Kiên Hắc chiên đàn, hương Ô Lạc Ca chiên đàn, hương Trầm Thủy, hương chẳng động các căn, các thứ hương như vậy, ta đều biết cách điều lý hòa hợp. Lại nữa thiện nam tử, ta cầm hương này dùng để cúng dường, thấy khắp chư Phật sở nguyện đều viên mãn, đó là nguyện cứu hộ tất cả chúng sinh, nguyện nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, nguyện cúng dường tất cả Như Lai.